Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hội nghị Toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 23 ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Để hiện thực hóa những nội dung mới, ý tưởng mới, tinh thần mới của nghị quyết Bộ Chính trị lần này, Tổng Bí thư yêu cầu cần phát triển 4 quan điểm của nghị quyết thành 5 quan điểm chỉ đạo mới, phù hợp với bối cảnh, tình hình mới. Ở đây có nhiều nội dung thể hiện rất rõ tinh thần đổi mới, quyết tâm rất cao của Đảng ta tại Đại hội 13, quyết tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về phát triển vùng Tây Nguyên trong thời kỳ chiến lược mới. Bộ Chính trị yêu cầu cần phải nhận thức rõ vùng Tây Nguyên là vùng địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là nhiệm vụ quan trọng của cả nước, trước hết là của các địa phương trong vùng và vùng duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam Bộ. Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại. Lấy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội làm nền tảng cho việc giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xã hội. Phát triển vùng Tây Nguyên phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước, bảo đảm thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia, phù hợp với chiến lược quốc gia về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số. Chú trọng khôi phục phát triển rừng gắn với giữ vững bảo vệ rừng, ổn định và nâng cao đời sống sinh kế của người dân gắn với rừng, ổn định dân cư và tạo việc làm tại chỗ cho người dân gắn bó với quê hương, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông sản, phát triển bền vững công nghiệp khai thác, chế biến bauxit, alumin, công nghiệp chế biến nhôm, phát triển các trung tâm du lịch lớn, hình thành các tuyến du lịch chuyên đề gắn với bản sắc văn hóa rất đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên. Bộ Chính trị xác định, phấn đấu đến năm 2030, Tây Nguyên là vùng phát triển nhanh, bền vững, dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, là điểm đến đặc sắc, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế, phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hình thành một số sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn có thương hiệu quốc tế, gắn với các trung tâm chế biến. Tầm nhìn đến năm 2045, Tây Nguyên trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn, một số tỉnh trong vùng thuộc nhóm phát triển khá của cả nước. Hệ sinh thái rừng được bảo tồn và phát triển, hình thành một số khu du lịch chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, hình thành các vùng sản xuất lớn về công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa và trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh. Người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bản sắc văn hóa được phát huy và trở thành nền tảng để phát triển. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc. Biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Để hiện thực hóa nghị quyết đối với tình hình hiện nay của Tây Nguyên, Tổng Bí thư cũng gợi mở những giải pháp để trả lời câu hỏi chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả nghị quyết của Bộ Chính trị lần này về Tây Nguyên. Trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức, cần đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phát triển vùng, chứ không chỉ kêu gọi chung chung được. Các cơ quan ở Trung ương cần tăng cường phối hợp với Hội đồng vùng và các địa phương trong vùng, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên có tính đặc thù cho phát triển vùng. Xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt
quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển các công trình trọng điểm có sức lan tỏa, giải quyết các vấn đề phát triển vùng và liên vùng, phát triển vùng toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, sự cần cù, ý chí vươn lên, tự lực, tự cường của nhân dân trong vùng, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân trong vùng với nhân dân vùng biên giới, các nước bạn láng giềng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng cấp ủy, chính quyền nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sẽ cùng với các ban bộ ngành trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp trong cả nước, nhất là vùng duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên. Cùng với cả nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, nỗ lực phấn đấu tạo chuyển biến thật mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới, theo tinh thần cả nước vì Tây Nguyên vượt khó vươn lên cùng cả nước và vì cả nước. Chiều nay tại nhà Quốc hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về việc chuẩn bị trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Các thành viên Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và lãnh đạo các cơ quan liên quan thống nhất cao với các báo cáo của Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, đồng thời xem xét ra soát thêm một bước các nội dung trình kỳ họp, trao đổi cụ thể về một số nội dung nhằm bảo đảm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ họp. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều cho rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm từ xa, đến nay tất cả công việc, tài liệu văn bản chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư cơ bản đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khai mạc dự kiến vào ngày 20 tháng 10 tới. Các đồng chí chủ trì hội nghị đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan tổ chức hữu quan phải tập trung cao độ, thật sự khẩn trương, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện các bước cuối cùng về các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp, đạt chất lượng cao nhất, bảo đảm phục vụ Quốc hội đưa ra được những quyết sách đúng đắn kịp thời với sự đồng thuận cao để kỳ họp thứ tư tiếp tục thành công. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội, Bộ Y tế, các cơ quan hữu quan và thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là để bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ họp. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã tổ chức phiên họp giải trình về việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố. Dự phiên giải trình có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Các đại biểu đặt câu hỏi trọng tâm vào hai nhóm vấn đề về quản lý, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong đó nhấn mạnh đến việc thanh tra, giám sát thực hiện các dự án, bàn giao các công trình hạ tầng, thiếu hụt bãi đỗ xe, công viên, trường học, hệ thống xử lý rác thải, kiểm tra thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy tại khu chung cư. Liên quan tới công tác giám sát đầu tư, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để khắc phục tình trạng giám sát đầu tư còn chậm trong thời gian qua, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị xây dựng phần mềm quản lý nhà nước các dự án đầu tư. Một vấn đề khác mà các đại biểu cũng rất quan tâm, đó là còn tồn tại nhiều bất cập trong việc bàn giao lại và tiếp nhận các công trình hạ tầng đã hoàn thiện về thành phố quản lý, dẫn tới tình trạng thiếu hạ tầng ở các khu đô thị. Thì chúng tôi rà soát được 130 dự án phải bàn giao với 311 ô đất. Hiện nay là trung tâm quỹ đất của Sở Công Trường đã tiếp nhận và đang quản lý với 23 ô đất, 16,3 hectare. Thì với các cái ô đất này thì Sở cũng đang cùng các quận huyện rà soát nhu cầu, trường hợp các cái quận huyện mà có nhu cầu để đưa vào đầu tư công các ô đất trường học thì
sở cùng với quận huyện sẽ báo cáo thành phố để bàn giao lại cho quận huyện. Tại phiên giải trình, các giải pháp khắc phục tình trạng chậm triển khai các dự án hạ tầng, thiếu sự đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt, chưa khớp nối đồng bộ với hạ tầng khu vực, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng cũng đã được đưa ra thảo luận. Ngày 13 tháng 10, tại trụ sở Ủy ban Kinh tế Á-Âu ở thủ đô Moscow của Nga, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Phụ trách Thương mại của Ủy ban Kinh tế Á-Âu Andrei Slepnev đồng chủ trì khóa họp thứ tư Ủy ban hỗn hợp về thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện hiệp định. Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Phụ trách Thương mại của Ủy ban Kinh tế Á-Âu Andrei Slepnev nhất trí rằng, Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu đóng góp mạnh mẽ cho phát triển thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu. Kết quả 5 năm đầu thực hiện hiệp định cho thấy tốc độ tăng trưởng ổn định trong kim ngạch thương mại giữa hai bên với mức tăng 32,2%, từ 5,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017 lên 7,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị phía Liên minh Kinh tế Á-Âu lưu ý những quan tâm của Việt Nam liên quan đến các hạn chế của biện pháp phòng vệ ngưỡng và hạn ngạch gạo thấp. Về yêu cầu của Liên minh Kinh tế Á-Âu đối với khả năng mở cửa thị trường cho một số sản phẩm rượu cognac, tăng xuất khẩu lúa mì, thịt bò và phân bón sang Việt Nam, phía Việt Nam cho biết sẽ phối hợp trao đổi với các bộ ngành liên quan trên tinh thần sẵn sàng mở cửa thị trường, cân bằng lợi ích hai bên. Vấn đề phát triển kinh tế xanh cũng được phía Liên minh Kinh tế Á-Âu nêu ra tại khóa họp này. Phía Việt Nam hoan nghênh nội dung này và rất mong Liên minh Kinh tế Á-Âu chia sẻ kinh nghiệm hợp tác. Sáng nay, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã phối hợp cùng Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức lễ khánh thành bức tường gốm nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam. Công trình nghệ thuật này nằm trong khuôn viên Học viện Ngoại giao Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao với sự kết hợp hài hòa nghệ thuật của hai dân tộc. Bức tranh tường được kỳ vọng sẽ đưa người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, đến gần nhau hơn, đồng thời sẽ tiếp thêm nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ Việt Nam, nhất là các nhà ngoại giao tương lai, tiếp tục gìn giữ, phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.